Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay ngày 14 tháng 11, nhân dịp tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm và làm việc tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định. Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm gửi tới Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nam Định lời chúc tốt đẹp, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Phật giáo tỉnh Nam Định đã đạt được thời gian vừa qua, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, cũng như các phong trào thi đua yêu nước. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại tướng Tô Lâm hy vọng Phật giáo tỉnh Nam Định tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành vận động chư tăng ni Phật tử sống tốt đời đẹp đạo. Đáp lời, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự cảm ơn sự quan tâm của Đại tướng Tô Lâm và khẳng định Phật giáo tỉnh Nam Định luôn thực hành theo tôn chỉ đạo pháp và dân tộc, tiếp tục vận động tăng ni Phật tử hưởng ứng các phong trào, các hoạt động ở địa phương, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.